Hello, hiện giờ đoàn đang ở Tiền Giang. Đây là các thành viên trong đoàn đó. Hôm nay là thứ tư, rảnh rỗi, xin ông nội xuống Tiền Giang chơi. Ok, để Chào em. chuẩn bị lên cầu Rạch Miễu nha. Đó, đợi 10 phút nữa có hình trên cầu Rạch Miễu.